Giờ đây chúng con xin kính mời Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phú Cường lên có đôi lời chúc mừng đến Đức cha Phêrô. Xin mời quý linh mục, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân đứng. Trọng kính Đức cha Phêrô, vị mục tử tốt lành và là người cha rất đáng kính yêu của cộng đoàn giáo phận Phú Cường chúng con. Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 25 năm hồng ân giám mục của Đức cha, chúng con thật vui mừng khi được nghe thư chúc mừng của Đức Giáo Hoàng Francisco của Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đại diện Tòa Thánh và những lời chúc mừng của Đức Tổng Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giờ đây, hiệp thông với cộng đoàn, với toàn thể cộng đoàn giáo phận Phú Cường, chúng con xin được bày tỏ những tâm tình của chúng con. Kính thưa Đức cha, mừng kỷ niệm 25 năm giám mục khi Đức cha đã được 59 năm linh mục và đã bước vào tuổi 87, nhưng sức khỏe của Đức cha vẫn còn khá dồi dào và tinh thần vẫn minh mẫn linh hoạt, quả là một hồng ân quá lớn lao. Chia sẻ trong cuộc tọa đàm với ban truyền thông của giáo phận Phú Cường hôm 30 tháng 12 năm 2023, Đức cha đã nhiều lần xác quyết rằng chính nhờ ơn Chúa nên Đức cha đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong đời sống, cả thể lý lẫn tinh thần, và có thể chu toàn cách tốt đẹp nhiều nhiệm vụ quan trọng trong sứ vụ mục tử. Việc Đức cha lãnh nhận thiên chức linh mục vào ngày 29 tháng 4 năm 1965 và đón nhận thánh chức giám mục vừa tròn 25 năm thực sự đã liên kết chặt chẽ cuộc đời của Đức cha với lịch sử của giáo phận Phú Cường chúng con. Điều này cho chúng con cảm nhận cách sâu sắc rằng Đức cha là người mục tử được tuyển chọn cho chúng con một cách rất đặc biệt. Với tâm niệm yêu rồi làm, Đức cha đã luôn tích cực làm cho giáo phận Phú Cường được thăng tiến như Đức Thánh cha Francisco đã nhận định qua thư chúc mừng vừa rồi. Là con cái của Đức cha, chính chúng con càng thấy rõ điều này. Không chỉ trong hơn 13 năm 5 tháng làm giám mục chính tòa, mà cả trong thời gian hơn 11 năm 6 tháng được nghỉ dưỡng, Đức cha đã để lại cho chúng con rất nhiều thành quả trong việc xây dựng và phát triển giáo phận về nhiều mặt. Và lớn lao cao cả hơn là tinh thần và gương mẫu yêu thương phục vụ hết lòng của Đức cha. Những điều quý giá này chúng con không thể kể cho đủ và cũng không thể lượng giá cho chính xác được. Thực sự chỉ có Chúa là nguồn tình yêu và là đấng ban ơn mới có thể lượng giá và ân thưởng Đức cha cách xứng hợp. Với lòng biết ơn sâu xa, chúng con và mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận Phú Cường đã hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa với Đức cha về muôn ơn phúc Chúa đã ban cho Đức cha, để Đức cha trở nên hồng ân tuyệt vời của Chúa cho chúng con. Chúng con rất biết ơn và hết lòng tri ân Đức cha. Chúng con nguyện chúc Đức cha luôn được an mạnh xác hồn và nhiều niềm vui trong ân sủng của Chúa, để Đức cha tiếp tục vui sống với chúng con dài lâu hơn nữa. Xin Chúa luôn ở cùng Đức cha và hằng nâng đỡ lòng yêu mến của Đức cha. Toàn thể giáo phận Phú Cường chúng con luôn yêu mến, đồng hành và cầu nguyện thật nhiều cho Đức cha. Một lần nữa, cùng với mọi người đang hiện diện và đang hướng về Đức cha lúc này, chúng con xin trân trọng tri ân và chúc mừng Đức cha.